chào quý vị trở lại với chương trình làm đẹp của công ty dược mỹ phẩm Forever Biomon. Ngày hôm nay mình muốn giới thiệu quý vị hai loại collagen mà hàng đang rất là hot và hàng đã vừa về đến hôm thứ hai, và hôm nay sau khi được FDA clear thì chúng tôi đã có hàng ra thị trường cho quý vị rồi. Thật sự thưa quý vị, quý vị có nhiều người đặt câu hỏi nè, tại sao hàng collagen của Biomon đó lúc nào cũng phải đặt hàng trước hết trơn á, phải chờ nhiều khi 4 đến 6 tuần mới có hàng. Xin nhắc lại quý vị nữa là collagen của Biomon là collagen tươi. Quý vị hiểu cái chữ tươi đúng không? Thứ nhất đó là collagen làm từ là da cá hồi tươi. Là như thế nào? Thưa quý vị, là ở ngoài thị trường đó có những loại làm từ là bột, từ những chất collagen khô nấu ra thành. Còn từ da cá tươi, và đặc biệt nữa là amino, là một cái loại da cá tươi và không có được nuôi trồng, có nghĩa là ngoài thiên nhiên. Đó. Thưa quý vị, cá hồi thiên nhiên và cá hồi ở nuôi nó khác như thế nào sẽ phân tích sau, nhưng cái lý do mà collagen của Biomon luôn luôn là phải chờ là bao nhiêu vậy, cái số lượng đặt nhiều hơn số lượng được nấu ra. Và câu hỏi tại sao là tại sao không nấu nhiều, đúng không? Không nấu nhiều được bởi vì collagen Biomon làm từ da cá hồi đã được đánh bắt chứ không phải là nuôi, cho nên không có sẵn, thưa quý vị. Vì vậy mà quý vị phải cần chờ đợi những cái chất tươi đó về để làm quý vị. Trên màn hình thưa quý vị là cái sản phẩm cá hồi. Cá hồi nuôi và cá hồi thiên nhiên nó khác cái màu rất là rõ. Quý vị đi chợ vì thấy đó là cái cá hồi thiên nhiên đó cái màu đỏ hơn, và giữa các xớ thịt nó không có những cái sọc bằng mỡ. Còn cá hồi mà quý vị được nuôi thì thưa quý vị là ở đó nó có rất là nhiều cái sọc bằng mỡ nằm xen lẫn những cái thịt màu vàng. Đó là cái cá hồi nuôi. Thì thực sự cá hồi nuôi đó nó rất là nguy hiểm cho sức khỏe chúng ta nếu chúng ta bị lạm dụng nó. Tại sao cá hồi ở ngoài thị trường á, mà cá hồi màu đỏ tươi mà gọi là nuôi tự thiên nhiên đó thì nó mắc gấp đôi cá hồi nuôi là như vậy đó quý vị. Trên cái hộp khi mình mua về đó nó có cái miếng dán là Wild Salmon hay là Farm Raised Salmon. Farm là nuôi ở farm. Quý vị lưu ý cái đó. Mình ham rẻ thì mình ăn cái loại ở farm, còn mình thấy mình bảo vệ sức khỏe thì ăn cái loại cá thiên nhiên. Rồi cái nữa là Salmon Mild Extract. Salmon Mild Extract là gì thưa quý vị? Salmon Mild Extract là một cái loại sữa của trứng cá hồi. Nó được chiết xuất ra từ sữa trứng cá hồi và nó chống oxy hóa và làm trẻ hóa da rất là mạnh. Đặc biệt là nó cải thiện chức năng não bị suy giảm, nó giúp tăng cường chức năng ở người khỏe khỏe mạnh. Cái đến nữa là chất gì thưa quý vị? Cái đến nữa là những cái chất vitamin mà chúng tôi muốn nói đến là ceramide. Ceramide là chất giữ ẩm tự nhiên của da, giúp hỗ trợ bảo vệ da, tạo ra một lớp màng bảo vệ giúp da không có bị lão quá sớm. Kế nữa là Spirider là cái chất gì thưa quý vị? Nó rất là nhiều cái chất để mà giúp quý vị tìm hiểu thêm rõ về tại sao trong cái trứng cá hồi này nó mắc và nó đặc biệt như vậy. Cái chất này thưa quý vị là một cái chất từ thiên nhiên, mà cái hay nhất của nó đó là nó tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, được tìm thấy chủ yếu là trong cái cam hoặc quýt, và đặc biệt là hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ, nó giúp hỗ trợ điều trị cái chứng bệnh trĩ đó quý vị. Rồi kế nữa là chất gì? Là CoQ10. CoQ10 là một cái chất mà nó tạo ra năng lượng trong tế bào quý vị, để ngăn cản cái tiến trình bị suy tim, và đồng thời nó giúp giữ cho làn da mình tươi trẻ, ngăn chặn yếu tố gây hại bên trong làm tổn thương tế bào da, và hay nhất là nó có thể hỗ trợ trong cái liệu trình trị tiểu đường và những cái bệnh như là bệnh Alzheimer hay là Parkinson. Rồi kế nữa là chất gì? Chất vitamin C là một chất để làm trẻ hóa da và giúp kích thích collagen của quý vị, và đồng thời đó là làm sạch và làm tăng cái đề kháng cho cơ thể quý vị. Rồi lại vitamin E. Vitamin E làm trắng da, đặc biệt nhất là nó hỗ trợ cái hệ miễn dịch của chúng ta, nó giúp giảm cái bệnh hen, bệnh suyễn, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể khi mình về già. Và đặc biệt vitamin E giúp hỗ trợ quá trình điều trị gan nhiễm mỡ rất là hay. Rồi vitamin B3 là nó hỗ trợ tiêu hóa nè, cung cấp năng lượng nè, là tăng cường chức năng não nè, cải thiện cholesterol nè, điều trị chứng bất lực nè, rồi bệnh viêm khớp nè, giúp hỗ trợ giảm đau bệnh viêm khớp nè, giảm nguy cơ bệnh tim nè. Rồi vitamin B1. B1 là ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh đục thủy tinh thể của mắt nữa. Bảo vệ cơ thể và da khỏi bị lão, dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, đồi mồi. Cải thiện trí nhớ và giúp khả năng tập trung. Rồi kế đến nữa là B2. Vitamin B2
giúp phân hủy protein, làm tan các chất béo trong người chúng ta không có bị mập khi dùng cái B2, và giảm rụng tóc, đồng thời giữ ẩm cho da, giữ ẩm cho màng nhầy trong cái đường ruột chúng ta, phục hồi các vết thương và đặc biệt nhất là hỗ trợ điều trị chứng đau nửa đầu. Rồi vitamin B6. B6 thì giúp giảm trầm cảm, ngăn ngừa sự suy giảm chức năng của não, ngăn ngừa điều trị bệnh thiếu máu, bệnh tim và đặc biệt nhất là ngăn ngừa một số bệnh ung thư. Rồi cuối cùng là chất bonito acetin. Bonito acetin là cái gì? Là nó cải thiện độ đàn hồi của da và đặc biệt điều chỉnh lại da. Thưa quý vị, trong những cái chất từ như vậy, cho nên cái collagen của Billmore thứ nhất là bán rất là chạy. Thứ nhì là rất là tốt ở cái độ tươi của nó. Một cái cuối cùng nữa là nó là 21.000 mấy, gần 22.000 mg trong một chai. Quý vị tính đây là ở thị trường nó có loại là 2.500 mg, 5.000 mg, 6.000 mg, 13.000 mg và cuối cùng là 22.000 mg. Là cái gì? Đó là cái hàm lượng collagen ở trong cái chai của quý vị uống. Thưa quý vị, hàm lượng collagen càng cao thì nó càng mắc tiền. Và có những người nói tại sao là phải uống tới 20.000, tôi uống 5.000 là đủ rồi, hay là 2.000 mấy là đủ rồi. Có những loại collagen á, thì thưa quý vị, người ta nói là một ngày uống phải 2 chai. Nó mới đủ cái hàm lượng cung cấp cơ thể. Đó, thì tại vì cái hàm lượng nó thấp. Cái cơ thể chúng ta hồi trẻ đó, một ngày quý vị chỉ cần 5-3.000 mg là đủ rồi. Nhưng khi trên 40, quý vị cần tới là 5-10.000. Trên 50 cần tới trên 10.000. Và quý càng lớn tuổi vì càng cần nhiều. Chứ không phải là collagen uống nhiều, như một số thông tin lệch lạc là uống nhiều sẽ đào thải ra, uống nhiều bệnh gan là một cái sai lầm vô cùng. Thật sự ra có rất là nhiều collagen. Thì mỗi một công ty đều nói tốt về sản phẩm của mình. Nhưng cái sự phán xét và cái sự tin tưởng tùy vào cái suy nghĩ của quý vị nữa. Một cái hộp collagen của Billmore, nó có tới 12 chất vitamin nằm trong đó. Quý vị phải không cần phải tốn tiền mua thêm 12 cái viên thuốc collagen uống vô, hay là 12 cái viên thuốc vitamin uống vô. Tại vì có collagen là đủ rồi, nó nằm chung với 12 loại vitamin rồi. Rồi cái loại khác nó không có vitamin gì hết, nó chỉ có collagen với lại nước thôi, thì chắc chắn rằng sao, nó phải rẻ rồi. Tại vì phải mua một bụng thuốc nữa, uống chắc collagen và 12 viên thuốc vitamin. Đằng này là một chai một, nó có 12 chất trong đó. Rồi như ví dụ cái đơn giản nhất, họ nói rằng collagen biểu mô nó đặc quá, là cái gì trong đó mà đặc quá vậy? Ok, collagen là một cái chất nhờn và là một cái chất keo để kết dính các bộ phận xương khớp, da, dây chằng của cơ thể chúng ta dính lại với nhau. Đó là khoa học đã nói từ xưa tới nay. Collagen một chất nhờn, một chất keo. Cho nên bản chất của nó là như thế nào quý vị? Là nó phải dẻo, phải kẹo, đúng không? Thì trong một cái chai 50ml đi, một ví dụ, trong một cái chai quý vị bỏ 2.500 vô thì chắc chắn rằng nó sẽ lỏng hơn là bỏ 5.000. Và cái 5.000 nó sẽ lỏng hơn là cái 13.000. Và cái 13.000 nó sẽ loãng hơn là cái 22.000. Bởi vì collagen là một chất kết dính, nó giống như một cái hồ của cơ thể vậy đó. Cho nên nó phải dẻo và phải đặc sành sẹt như vậy. Thì collagen nó càng nhiều thì cái chai nó càng đặc. Đó là cái lẽ tự nhiên thôi. Có một số công ty người ta, hay là một số sản phẩm người ta không có hiểu rõ về collagen. Người ta nói lệch lạc là nó đặc quá, uống không tốt. Collagen càng cao nó phải càng đặc, bởi vì nó là một chất kết dính nha quý vị nha. Rồi một hộp nó chỉ có 8 chai thôi, nhưng mà nó dùng ở trong 30 ngày lận. Tại vì một tuần nó có 2 chai à, mà cái tiền nó cũng bằng vậy. Quý vị chọn một hộp uống 10 ngày cũng số tiền đó, và một hộp cũng số tiền đó, nó uống tới 30 ngày. Quý vị chọn chỗ nào? Một tuần 14 chai, tại một ngày 2 chai, và một tuần chỉ có 2 chai thôi. Quý vị chọn cái nào? Mà trong 2 chai đó đó, nó có luôn 13 cái loại vitamin. E nè, C nè, B1, B2, B6 nè, rồi nhau trứng cá hồi nè. Nó có cả chục cái loại vitamin nằm ở trong đó đó. Để chi? Để hỗ trợ sức khỏe quý vị. Không phải đẹp không? Đẹp và khỏe nữa. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị. Và một lần nữa, một tặng một, mua một hộp collagen được tặng một hộp collagen. Gọi ngay bây giờ.
những quý vị nha, gọi ngay bây giờ được chương trình đặc biệt. Đây là cái hàm lượng cao nhất thị trường Hoa Kỳ hiện nay, gần 22.000 mg và 21.866 mg cho màu vàng, gần 22.000 hơn cho loại màu đỏ. Mua một tặng một, một hộp collagen Build More, quý vị dùng được một tháng, bởi vì một tuần chỉ có 2 chai mà thôi. Quý vị hãy chọn một tuần 2 chai hay là một ngày 2 chai, một tuần 2 chai hay là một tuần 8 chai, đó là sự lựa chọn của quý vị nhé. Và xin nhắc lại, collagen càng đậm, càng đặc thì nó sẽ đặc. Là bởi vì sao? Nó đậm đặc bởi cái hàm lượng nó cao. Quý vị nên nhớ nhắc lại, một cái chén nước bỏ một muỗng bột thì nó loãng, nhưng mà bỏ tới 10 muỗng bột, 20 muỗng bột thì nó sẽ rất là đặc và màu sẽ rất là đậm. Đó là cái nguyên lý của sản xuất collagen, nguyên lý chung. Thì hãy sáng suốt chọn lựa là collagen thích hợp cho mình nha quý vị nha. Một tặng một, gọi ngay ngày hôm nay trước khi hết hàng nữa. Thường thường hàng về đó quý vị 2 tuần đến 3 tuần là không còn một hộp. 150.000 hộp về chỉ trong vòng mấy ngày, bởi vì khách đã pre-order quá nhiều. Hàng vừa về tới, gọi ngay, đặt ngay để nhận hàng trong một tuần, 2 tuần nữa. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Xin kính chào quý vị.